Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Hôm nay lại giới thiệu cho anh em một chút về cái công trình của mình hôm nay cũng như là lát nữa mình sẽ thi công. Đây là một cái hố bể phốt anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ xúc lên cái xe này. Lát nữa thì mình sẽ vét sạch cái đáy bể phốt này thì mình sẽ xuống mình quay cho anh em xem. Vừa thi công và vừa chia sẻ với mọi người nhá. Rồi mình đội cái camera lên đầu. Hôm nay thì thời tiết nó khá là nắng nóng. Đó. Thì cái hố này nó có diện tích nó là chiều ngang là 2m và cái chiều dài nó là 2m6 anh em nhé. Toàn bộ đất là sẽ chở đi hết. Ở đây nó là cái hố bể phốt này nó lại ở đằng trước sân nhà các bác. Sau này là người ta sẽ đổ cái mặt sàn sân lên đây. Đó, người ta xây lên rồi người ta đổ mặt sàn sân là vẫn đi lại thoải mái. Thì nó không ảnh hưởng gì đến phía trong nhà kia cả. Mà cái bể phốt ở ngoài này thì nó lại gần hơn so với lại cái cống, tức là cái cống thoát nước nó ở ngoài này này thì nó lại gần, cho nên là người ta sẽ ưu tiên là người ta cho cái bể phốt ra ngoài này, sau đó là làm cái nhà vệ sinh ở tít trong kia. Dẫn đi qua đây thì hiện tại hôm nay thì đang có hai xe xúc, thì do là cái một cái xe này mình xúc thì nó sẽ không hết được cái đất ở cái chỗ này. Chính vì vậy là mình cứ làm đến đâu làm, là mình vừa làm mình vừa chia sẻ với anh em về cái cách làm vuông cái bể phốt này. Đấy, phải làm gọn bể phốt cũng như là đào là các cái bước của nó cho nó hoàn thiện hoàn chỉnh một cái. Thì cái chiều sâu anh em cứ cố gắng múc cho mình đủ cái chiều sâu của nó đi nhá. Đấy, như cái của mình đây nó là sâu 1m8. Cái chú thợ xây chú đo cho mình bây giờ hiện tại đang là 1m8 thì tối thiểu thì nó phải là 1m8 anh em nhá. Có ngấy người ta đo đến 1m8 rồi thì mình sẽ xúc đến khoảng đó. Và bắt đầu đến khi mà mình vét mình sửa ấy, thì nó xuống khoảng 5 phân đến 10 phân nữa là vừa. Tức là độ sâu của nó có thể chênh lệch được anh em nhá. Chiều rộng cũng thế. Chiều rộng mình cũng có thể làm nó to hơn là một chút được. Bởi vì cái này là người ta xây. Còn nếu mà như mà cái móng nhà, móng cốc ấy, cái móng cốc móng nhà ấy thì anh em lại phải đào vuông. Đó, đào vuông thì anh em lại phải yêu cầu là phải đào chuẩn nhá. Cái đó thì mình sẽ giới thiệu chi tiết vào một video khác khi mà đào móng cốc. Còn video này thì để làm cái bể phốt này đây. Bởi vì thông thường cái bể phốt này ấy, là ở đâu cũng vậy thôi. Người ta đào là người ta để xây là người ta bao giờ người ta cũng đào rộng ra hết mà. Cái đất này thì là ở phía trong kia thì nó rất là cứng nha anh em nhé. Phía trong ta ly này thì rất là cứng này. Còn ở phía ngoài cái chỗ góc khuất của mình đây thì lại là rất mềm. Đó. Cái phía trong này lát nữa mình sẽ xử lý một góc bên này cho anh em để anh em dễ hình dung luôn nhá. Bởi vì là cái góc ở phía trong này nó là góc khuất, góc chết ấy. Cái góc mình không thể nhìn thấy được. Chính vì vậy là mình sẽ rất là khó làm. Đấy, như cái bể phốt này thì nó còn to anh em nhé. Còn nếu như anh em làm móng ấy là hầu như là không thấy, sẽ không bao giờ thấy được cái móng đâu. À, ở cái hố 1m2 hoặc cả 1m5 đâu. Đấy, vừa làm thì mình vừa xúc thì mình sẽ vừa tỉa luôn cái mép này. Đấy, cái má gầu của mình đi đến đâu thì nó sẽ tỉa vuông đến luôn ở đến đó. Máy của mình nó là cần kỹ thuật cho nên là mình có thể là ngoẹo cái cần sang để xử lý cái góc vuông ở phía trong này. Còn nếu mà như mà cần cứng thì anh em rất là khó để mà xoay, bởi vì là cần cứng nếu mà đứng ở sát cái bờ nhà như thế này ấy, thì nó sẽ bị quệt cái đối trọng ở đây. Thế như vậy là làm nó sẽ bị nó ra như kiểu là quệt ít ấy, mình phải đứng xa hơn một chút. Với lại cái cần cứng thì nó không nghiêng được cái cần. Và nó không nghiêng được cái cần thì là nó sẽ không xử lý được các cái góc ở phía đằng sâu đằng khuất đâu. Đấy, làm như thế thì nó mất thời gian hơn, các bác phải bắn máy nhiều. Còn như của em đây thì không phải bắn máy đâu, em cứ làm tự nhiên. Thì chỗ này nó còn ít đất như thế này thì chắc là không phải không cần một xe nữa, mình sẽ lát nữa mình sẽ xúc mình san ra chỗ kia thôi, để sau này mình san giả lại thôi.
Mày về bên này đi anh em nhá. Đặt lên đây. Đấy, bây giờ mình sẽ xử lý cái góc này. Cái này là cái chỗ mình không nhìn thấy này, anh em cũng không nhìn thấy nhá. Nhưng mà mình xử lý để cho nó vuông nhá. Bây giờ mình bấm hết cái mép này. Bấm hết tất cả các cái mép này đi trước này. Đặt cái đất nó sang đây. Nó bắt đầu là mình cho cái răng gầu vào đây. Đấy, đặt ở trên miệng này. Bắt đầu ấn xuống. Đó. Đây này, ấn xuống thôi. Cứ có đất là thửa ra là nó sẽ bị ấy đi. Nó sẽ bị cái răng gầu nó đủn xuống. Đấy, như ở tương tự sang bên này nó cũng vậy này. Được vét được lên xe luôn thì tốt quá. Xe này thì nó đầy rồi. Đây cái này nó đầy rồi. Đầy thì mình chưa thể vuốt được. Đây cái này thì mình bấm đây anh em. Đấy, như thế này là nó sẽ thẳng xuống này. Cái chỗ đất này thì nó mềm này. Nếu mà vẫn còn mấy ít trong cái góc trong kia thì nó cứng hơn, còn góc ngoài này nó mềm hơn. Hả? Còn ít thì chở đi cũng ấy, mà không chở thì cũng vẫn còn tí thôi. Thước của chú đâu rồi? Thước của chú đâu? Cái kênh này pha lên này, lấy này nó được. Vâng. Cháu phải chờ vào đấy à. Nào nó đến lượt thì nó mới đăng. Đây đỏ các bạn nhá. Tính tiền mép kia đấy. Thế mình bấm ra thêm một tí nữa này. Bởi vì là cái máy bên kia là nó vẫn đang chưa đủ. Bên này cũng ra một tí nữa anh em nhé. Đó, tí xong bên cái mép bên này sửa. Đấy, đúng 2 mét này. Đây là kích thước của 2 mét này. Thì mình sẽ ra đến 21 nhé. Bấm thêm một chút. Đoạn ở giữa này thì là được rồi. Đoạn ở giữa này thì nó là đây. Nó thiếu một tí thôi. Thiếu 7 phân. Đấy. Độ sâu này. Đây độ sâu 1m9 thôi. 1m9 là ok rồi. Đây, mình sẽ để cái thước ở đây. Độ sâu 1m9 là ok rồi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ bấm cho nó được cái bên này luôn. Đó. Đây hơi vớn cổ cho anh em nhìn. Thực ra mình ngồi ở cái thế mà thoải mái nhất ấy. Thì mình làm nó mới quen, tức là nó mới quen về cái tốc độ tay của mình được. Chứ còn ngớn cổ lên là mình không làm được. Mình lại không làm quen kiểu ngớn cổ anh em ạ. Có rất nhiều anh em thì phải ngớn cổ lên, phải nhìn thấy thì anh em mới hình dung ra được. Chứ còn như mình thì mình không cần. Mình thì mình ngồi bình thường như này này. Đấy, cái tâm lý của mình nó thoải mái nhất thì mình làm nó mới được. Bây giờ có một góc nhá. Đó là cái đoạn ở dưới nhá. Tiếp tục đến cái đoạn này. Đó, xong bây giờ mình sẽ vét sạch nhá. Tức là tí nữa nó vẫn rơi vào thôi, nhưng làm để anh em hình dung ra được. Đó. Đấy. Đây, lại xuống cho anh em nhìn nữa. Thì cái góc trong này thì nó đã là được rồi nha anh em nhé. Đấy, thì ra mình sẽ vẽ từ cái nốt cái góc ở tí chỗ này thôi. Đấy, xong bắt đầu mình bấm thẳng xuống. Đấy, dùng cái má gầu nữa. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái bên này, không có lát nữa mình múc ở đây nó lại rơi sang đây. Thì làm nó sẽ rất là mất công. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắn máy sang để mình sẽ sửa luôn cái mép kia. Đó.
mắc cái gì. Ra 10 phân anh em nhá. Đây, chỗ này nó ra thêm 10 phân này. Bấm vào đây thêm 10 phân. Để cho nó đảm bảo nó rộng hơn một chút nhé. Cái mép này anh em cứ làm chuẩn nhá. Mép này làm chuẩn thì xuống dưới nó sẽ chuẩn được. Chứ anh em không làm chuẩn ở trên này thì ở dưới nó sẽ không chuẩn nữa đâu. Ở dưới nó sẽ bị méo. Nhất là nó méo, thứ hai là làm nó sẽ không đúng được cái kích thước đâu. Cái video này thì mình sẽ làm một video ngắn như này. Lát nữa có một xe nữa về thì mình sẽ làm về xúc nốt anh em nhé. Mình sẽ chia nhỏ ra làm hai tập và làm chi tiết cho anh em luôn. Như này là nó sẽ đủ được 2m1. Cái gồng của mình là nó cũng đang bị mắc cái má đây này. Đó, bây giờ mình sẽ xuống mình đo tiếp cho anh em xem, đo lại cho anh em xem. Chỗ này nó phải một xe nữa. Đây, nó bất kỳ nhá, chỗ này đi. Nó sẽ là khoảng 21 thôi. Đó, đây 21 đây, dưới chân nó là 21 kìa anh em nhé. Đó, xuống thấy nó vừa. Đây là phần chiều dài này. Chiều dài cho sang cái bên được rồi đi. Lát nữa mình sẽ bấm sang. Đây, nó sẽ rơi vào khoảng đây. Đây 26, 27 rồi, 28 rồi, ok rồi. Thì cái này nó chỉ là 26 thôi. Đó. Như vậy là đã xong các bác nhá. Đã về cái miệng nó đã ok. Bây giờ mình sẽ để ở đây. Đó, cái miệng nó xong rồi thì mình sẽ kết thúc cái video đây. Thì lát nữa mình sẽ xuống để mình sửa những cái nốt, thì mình xúc nốt cái này đi. Xong là sửa cái góc kia nữa, góc này nữa. Nhưng mà mình sẽ làm thêm một video nữa. Đó. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá. Ok, xin chào mọi người.